Thời gian và địa chất đã tạo nên một nơi tuyệt vời cho động vật và sự tiến hóa của chúng. Nơi đây, tự nhiên đã tạo ra một hệ thống cân bằng và có kiểm soát, một hệ sinh thái đảm bảo sự đa dạng và phát triển dồi dào của động vật. Và đôi khi, những động vật mệt mỏi có thể nghỉ ngơi thoải mái ở nơi đây. Đây là công viên quốc gia Serengeti, nằm gần biên giới giữa hai nước Tanzania và Kenya. Ngày nay, công viên này hầu như không thay đổi so với trước kia. Đây là khu vực thuộc Tanzania. Nơi đây có khoảng 3.000 con sư tử Serengeti sống theo đàn. Mỗi đàn có một con sư tử cái chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đàn con. Mỗi đàn chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ riêng rộng khoảng 125 km². Trong mạng lưới cộng đồng này, sư tử đực có hai nhiệm vụ là sinh sản và bảo vệ. Nguyên nhân khiến chúng nghỉ săn mồi là để tránh cái nắng nóng ban ngày. Hoạt động săn mồi thường được thực hiện vào buổi chiều mát mẻ. Còn ban ngày, chúng đi dạo quanh khu vực ranh giới lãnh thổ của đàn để đánh dấu và xua đuổi những kẻ xâm nhập. Đó là ý nghĩa của từ xác định lãnh thổ. Từng đàn nằm yên trong lãnh thổ của mình, chờ đợi đàn linh dương đông đúc đi qua. Đây là đất nước của chúng. Ra khỏi màn sương mờ của quá khứ và những di vật từ thời tiền sử, trong một tương lai không xác định, loài sư tử vẫn sinh sản theo cách hoang dại. Đây là loài tê giác đen. 2.500 năm trước đây, người Hy Lạp đã đặt tên cho loài vật này. Tê giác nghĩa là mũi, và nó có một cái mũi rất đặc trưng. Nhưng không may là cái mũi đó lại chính là nguyên nhân làm giảm số lượng của loài này. Loài tê giác đen đã bị săn đuổi đến mức gần như bị tuyệt chủng. Trên hành tinh hiện chỉ còn vài nghìn con sống sót. Tê giác không hoàn toàn là màu đen, mà chỉ là màu tối. Nước mưa là nguyên nhân khiến cho một số loài động vật có vú có màu đen như vậy. Chúng không bị những loài vật khác săn mồi. Những con dám tấn công tê giác con là vì chúng quá đói khát mà thôi. Chúng có tính tự lập cao, đôi khi có trở nên hung bạo và khó đoán. Nhưng rõ ràng, đó là bản tính tự nhiên của chúng. Đó là lý do tại sao chúng không phải là con mồi của hầu hết các loài động vật. Vẻ ngoài dữ dằn của chúng khiến không kẻ nào dám tấn công. Đây là những chiến binh của Serengeti. Đây là hình ảnh mùa khô của hồ Magadi. Thời tiết ở đây rất nóng. Chỉ những động vật chịu nóng giỏi nhất mới có thể sinh tồn được. Khu vực này gần như là đồi chọc. Trận mưa gần đây nhất là khoảng một tháng trước, nhiệt độ ban ngày lên tới hơn 100 độ C. Nước ở đây giống như một điều viển vông. Nhưng với loài voi thì khác, loài này có trí nhớ rất tốt. Chúng có thể tìm được nguồn nước đã bị bỏ quên từ lâu. Đôi khi là những nguồn nước nằm rất sâu dưới lòng đất. Vòi thính và có khả năng đánh hơi mùi nước tốt là một trong những nguyên nhân giúp chúng thành công. Ngoài ra, trí nhớ tuyệt vời cũng giúp chúng xác định được đúng nơi có nước. Vòi voi là một trong những sáng tạo tuyệt vời của tạo hóa. Vòi voi có đến 40.000 cơ, giúp chúng thực hiện từ các công việc nặng nhọc cho đến những việc nhẹ nhàng.
như nhặt một cọng cỏ mà không bị rơi. Nhưng tác dụng lớn nhất của vòi vòi là xác định vị trí có nước. Vòi cần uống rất nhiều nước, khoảng 160 đến 200 lít nước mỗi ngày. Chúng phải tìm đủ nước, nếu không chúng sẽ chết. Chiếc ngả cong duy nhất này là kết quả của một quá trình đấu tranh dài. Nó phải tìm được nguồn nước cho mình. Giờ, nó sẽ phải đi tìm thức ăn. Mỗi ngày một con voi cần hàng chục kg cỏ và cây. Nó sẽ còn quay trở lại. Đây là một chuyến đi gian khổ. Nhưng chúng đều đã từng trải qua hành trình này kể từ buổi ban đầu. Vấn đề chỉ là chỗ làm sao để tiến lên. Vất vả sẽ được đền bù. Sự vất vả làm gia tăng áp lực buộc Linh Dương Đực phải đối mặt. Từ đó chúng sẽ rút ra kinh nghiệm. Không phải cả đàn đều sống sót, nhưng những con sống sót sẽ tạo ra giống loài dai sức và tinh nhuệ hơn. Công viên quốc gia Masai Mara, Kenya có thể là khu vực khắc nghiệt nhất. Do đó, những cuộc di cư dài hàng trăm cây số vẫn thường xuyên diễn ra. Sư tử với dạ dày rỗng đang dõi mắt theo từng bước đi của đàn linh dương một cách chăm chú và thèm khát. Linh dương là loài vật dễ thay đổi. Chúng có thể sống và sinh sản trong những môi trường sống khác nhau. Cuộc sống di cư mang lại cho chúng những thứ chúng cần. Một cuộc di cư lớn sắp diễn ra bởi những dòng nước ngọt ngào và đồng cỏ xanh mát đang mời gọi chúng. Ngựa vằn sống theo từng gia đình nhỏ, gồm một con đực, một vài con cái và các con ngựa con. Chúng cùng di cư với linh dương. Số lượng của loài này hiện nay khá ổn định. Sinh vương châu Phi là loài duyên dáng nhất trong các loài linh dương. Khi bị tấn công, chúng chạy theo đường chữ chi với tốc độ rất nhanh, khiến kẻ thù lúng túng. Loài trâu không cần phải thông minh hay khỏe khoắn. Chúng là những võ sĩ nhà nghề nặng một tấn. Sư tử cần chất đạm, nhưng để đổi được bữa no đó, nó có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Oribi là một thành viên thuộc họ linh dương. Loài vật nhút nhát này được đặt tên như vậy là do chúng có đôi mắt rất long lanh. Người Hy Lạp cổ nói rằng chúng có đôi mắt sáng. Người Ả Rập lại gọi chúng là linh dương Gazen. Nhưng ý nghĩa của hai tên gọi trên là như nhau, đôi mắt sáng. Còn đây là linh dương Thompson Gazer, gọi tắt là Tommy. Cũng giống như các thành viên khác thuộc họ linh dương, linh dương Thompson Gaze dựa vào khả năng phản ứng nhanh để có thể thoát khỏi kẻ thù. Chúng sống theo từng đàn nhỏ. Trong đàn luôn có một số con canh gác và cảnh báo kẻ thù. Linh dương Grand Gazelle có kích thước lớn hơn linh dương Tommy Gazelle. Phần đuôi có hình đặc biệt của chúng làm kẻ thù lúng túng. Chúng có thể tách riêng ra khỏi đàn. Một trong số những thành viên có kích thước lớn nhất thuộc họ linh dương là linh dương có sừng cong. Chúng có gương mặt dài và gầy.
Loài linh dương eland to lớn có kích thước lớn nhất trong số các loài linh dương. Chúng có cặp sừng dài gần 1 mét. Mặc dù có kích thước cồng kềnh, nhưng khi bị tấn công, chúng có thể nhảy cao hơn 2 mét trên không trung. Loài hoãng rừng bé nhỏ có thể đứng rất vững. Chúng có cặp sừng ngắn và nhọn. Kẻ thù thường tấn công chúng từ phía sau khi chúng chạy trốn. Nếu tấn công vào phần đầu, kẻ tấn công sẽ gặp rắc rối. Con báo thả xác con linh dương Tommy lên cây. Tại Serengeti, có một luật lệ là những kẻ săn mồi nhỏ hơn thường phải giấu chiến lợi phẩm của mình, không cho những con sư tử cơ hội khác, những kẻ thích đi ăn trộm thay vì tự mình đi săn. Ở trên cây, thường thì nó sẽ tránh được sư tử. Nhờ sự tiến hóa, loài hươu cao cổ có chiếc cổ rất dài, giúp chúng với được lên ngọn cây cao. Độ cao là một lợi thế mà những loài khác không thể có được. Nhưng loài hươu cao cổ không chỉ có lợi thế về chiều cao, mà lưỡi và môi của chúng còn có khả năng vặt và lấy lá cây rất tốt. Chiều cao không chỉ mang lại cho chúng khả năng tiếp cận nguồn thức ăn tốt, mà còn mang lại cho chúng sức mạnh. Những chiếc chân dài có khả năng tung ra những cú đá rất mạnh, một đòn tấn công hiểm đối với những động vật họ mèo to lớn đang thèm khát nguồn đạm từ thịt hươu. Chơi đùa chính là hình thức tự học cho tất cả các loài động vật khi còn nhỏ, ngay cả con người cũng vậy. Ngắm nhìn con voi mẹ và lũ con, ta thấy Serengeti là nơi nuôi dưỡng, chứ không chỉ là nơi săn mồi và giết chóc. Phần lớn động vật ở đây chỉ ăn cây cỏ. Tuy nhiên, kể cả với những loài động vật ăn thịt, thì ý nghĩa quan trọng của cuộc sống vẫn là bảo vệ và dạy dỗ các thế hệ tiếp theo. Liệu chúng có thực sự giống với chúng ta? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khi chúng nhìn chúng ta, chúng sẽ thấy gì? Nhiều hoạt động bảo tồn ở châu Phi, chúng ta vẫn còn có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Một đàn gồm 2 triệu con linh dương đang di chuyển. Đây là hình ảnh khu vực đồng bằng rộng lớn của Bắc Mỹ với hàng triệu chú trâu đang di chuyển từ bang Texas tới Canada, từ Iowa tới Colorado. Những đàn trâu lớn đó trông như thế này. Khi chúng di chuyển, móng chân chúng cầy xới, làm đất trở nên màu mỡ, khuấy động đàn côn trùng và chim chóc. Khác với ở Mỹ, chúng bị giết thịt. Ở đây, đàn trâu đông đúc thong thả một cách chậm rãi như từ xưa nay. Đây là cuộc dạo chơi của động vật, cuộc di cư vĩ đại cuối cùng. Khi sinh con, sư tử đực phải ở bên cạnh trong 2 năm cho đến khi sư tử con có thể tự lập. Nhưng dù vậy, 80% số sư tử con cũng không thể sống sót trong 2 năm đầu đời.
Trong lúc đó là linh dương vẫn đang phải cảnh giác với cuộc tấn công tiếp theo. Nhưng ngày hôm nay chúng không phải quá dè chừng với cặp sư tử này. Lúc này Serengeti đã trở thành nơi vắng vẻ. Ta có thể cảm nhận thấy sự tuyệt vọng. Những kẻ săn mồi như sư tử khi còn nhỏ rất cần sự trợ giúp của bố mẹ. Chúng không thể di cư theo nguồn thức ăn. Những con non còn sống sót sẽ rất gầy. Mỗi ngày đều là một thách thức lớn. Con nào sẽ ăn và con nào không ăn? Chết đói, thiếu thức ăn là những nguyên nhân khiến con non không thể sống sót. Như vậy, không có một vương quốc yên bình nào cho chúng. Sư tử hoang dã cần sống theo cộng đồng, sống theo đàn, cùng nhau nuôi nấng con cái. Đây là một cách đảm bảo tương lai hiệu quả. Lối sống này cũng cho phép chúng đi săn tập thể, dụ đàn linh dương di cư vào khu vực các con sư tử cái khác đang rình mồi. Trông chúng cũng ra dáng những người mẹ, nhưng sư tử cái lại chính là những con phải chịu trách nhiệm săn mồi. Từ khâu chuẩn bị cho tới khâu săn mồi đẫm máu, chỉ trong nháy mắt. Đã nhiều ngày nay, đàn linh dương không được uống nước thỏa thích. Vào thời điểm này, khi kẻ thù của chúng đang cận kề, những con linh dương non, yếu và già là những con rất dễ bị tấn công. Con linh dương này đã bị hạ bởi một con chó hoang. Nhưng sư tử đã nhanh chóng đến cướp con mồi. Khi ta nói về từ sự chia sẻ của sư tử, có nghĩa là sư tử không chia sẻ gì hết. Tất cả trông đều rất thèm khát và khổ sở. Chúng cần uống nước. Nhưng với loài đã thường xuyên trải qua những cuộc hành trình như thế này, thì chúng chỉ cần tiếp tục tiến lên, tiếp tục sống. Có một dấu hiệu tốt. Đó chính là nơi này, nơi mang lại sự sống của sông Mara. Serengeti theo ngôn ngữ Maasai nghĩa là nơi hoang dã. Nhưng may mắn thay, nơi hoang dã đó lại được chia cắt bởi dòng sông Mara. Dòng sông luôn chứa đựng nguồn nước mát dẫn tới hồ Victoria. Nguồn nước mát này có sức hút lạ kỳ. Chẳng mấy chốc, tất cả các loài vật sẽ đến đây. Ngựa vằn theo tiếng Swahili có nghĩa là con lừa có sọc kẻ. Dòng sông này cũng là nơi sinh sống của một loài sinh vật khổng lồ quen thuộc. Loài hà mã có trọng lượng lên tới 3 tấn. Nó có lớp da dày, hàm răng sắc và khả năng đi tiểu ra phía sau rất kỳ lạ. Khả năng kỳ lạ này được gọi là đặc tính đi tiểu về phía sau. Khả năng này liên quan đến quá trình tiến hóa của chúng. Chúng không phải là loài vật linh hoạt nhất. Đôi tai của chúng có thể cụp lại khi lặn xuống. Chúng thậm chí còn có thể giao phối và sinh con dưới nước. Chúng có thể lặn dưới nước tới 6 phút. Theo chuyện dân gian châu Phi, khi Chúa tạo ra muôn loài, Chúa hỏi loài hà mã muốn sống ở đâu.
Hà Mã trả lời, sống trong dòng sông mát. Chúa nói, nếu vậy các ngươi không được ăn cá. Hà Mã trả lời, vậy chúng con sẽ không ăn cá. Hà Mã đã giữ lời, chúng chỉ ăn cây cỏ. Hà Mã dành phần lớn thời gian trong ngày ngâm mình dưới nước để tránh cái nắng thiêu đốt của mặt trời. Nhưng vào buổi tối và ban đêm, chúng lên bờ ăn cỏ. Chúng có thể ăn tới hàng chục kg cỏ. Chúng là loài động vật chỉ ăn cỏ, nhưng chúng cũng khá nguy hiểm với con người. Hàng năm, số người bị chết vì hà mã tấn công ngày càng nhiều hơn so với số nạn nhân chết vì sư tử và cá sấu. Các vụ tấn công thường xảy ra vào buổi tối do nạn nhân vô tình va vào chúng khi chúng đang đứng lẫn trong bụi cỏ cao. Sư tử rất hiếm khi tấn công hà mã, dù đôi khi chúng cũng tấn công những con hà mã non. Nhưng khi đó, chúng phải rất đói vì chúng có thể sẽ phải trả giá đắt cho bữa ăn này. Dòng chảy liên tục của sông Mara giúp duy trì cuộc sống của hà mã. Không chỉ vì độ sâu của dòng sông, mà còn vì chúng giúp cây cỏ ven sông mọc tươi tốt. Nếu dòng sông này không còn, thì hà mã cũng sẽ có chung số phận. Khu vực này có rừng bao phủ, cây cối mọc nhờ nguồn nước sẵn có. Khi nguồn nước cạn, cỏ sẽ mọc lấp cây. Và khi đó, khu vực này sẽ trở thành đồng cỏ. Nhưng điều đó không xảy ra ở nơi đây. Nước cũng tạo thành những bãi đầm lầy rộng lớn cho trâu nước. Với nguồn nước và cỏ dồi dào, trâu nước có thể sinh trưởng tốt. Chúng không phải lo ngại điều gì. Loài hoang nước cũng không phải lo ngại nhiều. Chiếc mũi thính của chúng có khả năng đánh hơi phân biệt mùi rất giỏi. Khi bị sư tử săn đuổi, nó lao xuống nước. Còn khi bị săn đuổi bởi cá sấu, nó sẽ tránh xa nước. Khu rừng có rất nhiều khỉ sinh sống. Khỉ đầu chó sống theo bầy đàn, cùng nuôi dạy những con non, tìm thức ăn tập thể và bảo vệ lẫn nhau. Chúng có hàm răng sắc và có thể ăn những con báo kê ba mới đẻ. Ngắm những chú khỉ này, ta khó có thể tưởng tượng làm thế nào mà tổ tiên của loài người lại được tiến hóa từ một số loài khỉ có cuộc sống như ở đây. Chúng chia sẻ thức ăn với nhau. Đổi lại, chúng có được cuộc sống bầy đàn với tình yêu thương, chăm sóc lẫn nhau và một cuộc sống vô cùng thú vị. Dòng sông có sức quyến rũ rất lớn. Nó hứa hẹn nguồn nước mát lành, nguồn cỏ cây xanh mướt vô tận. Nó cũng tiềm ẩn những kẻ săn mồi, bởi nơi nào có nước, nơi đó sẽ có thịt. Vấn đề là ở chỗ, ta thường tập trung quá nhiều vào những động vật to lớn như sư tử, voi, và không để ý gì đến những động vật nhỏ hơn. Cò mỏ yên ngựa, bồ nông trắng, cò quăm có mỏ cong, được người Ai Cập xem như là ngòi bút của Chúa. Một con gà sao không đủ cho một bữa ăn, nhưng nó vẫn là một chiến lợi phẩm không dễ dàng gì với loài vật thuộc họ mèo đang đói khát. Chim Cory Bustard, loài chim thường lững thững đi trong gió nóng, bắt những con côn trùng chúng gặp. Loài xế vương miện cũng dùng chiến lược này.
Đà điểu thích nghi với cái nóng nhờ bộ lông xốp dày. Bộ lông giống như chiếc ô che chở cho chúng. Gió thổi nhẹ vào bộ lông xốp giúp tỏa một lượng nhiệt rất lớn. Chim kền kền bay lượn trên bầu trời Serengeti. Điều đó có nghĩa là phía dưới đang diễn ra một bữa tiệc. Trong trường hợp này là bầy chó rừng bên xác một con linh dương. Chúng luôn để mắt tới lũ kền kền đang cố gắng tiếp cận. Nhờ khả năng bay xa và tầm nhìn rộng, chim kền kền có thể sống dựa vào việc ăn các xác động vật bị bỏ lại. Chúng không phải tự săn mồi. Chúng cũng không sợ gì cả. Chúng có thể đậu cách kẻ săn mồi chỉ khoảng hơn 1 mét. Những kẻ săn mồi đó có thể dễ dàng xé chúng thành nhiều mảnh. May mắn là những kẻ đó còn đang mải ăn. Khi hầu hết bầy chó rừng đã bỏ đi, lũ kền kền đáp xuống nhiều hơn. Quang cảnh trông có vẻ hỗn loạn, nhưng thực ra trong đám đông kền kền này, thuyết sự sống còn của những kẻ thích hợp nhất của Darwin được áp dụng. Những kẻ không có khả năng chịu đựng hay yếu sẽ bị con khác mổ, sẽ không xứng đáng được tồn tại hoặc tái sinh. Đó chính là sự tiến hóa. Giờ đang là tháng 9, đã đến lúc đàn linh dương đông đúc phải quay trở lại phía nam và tìm cỏ xanh. Chúng sẽ phải qua cửa sông Mara. Nhưng dòng sông giờ đây tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Sau nhiều ngày, đàn linh dương đã đến được bờ sông, chờ đợi thời điểm thích hợp để băng qua. Rõ ràng đây chưa phải là lúc thích hợp. Có quá nhiều nguy hiểm đang chờ đợi chúng. Trên thực tế, việc vượt sông không phải là sự hy sinh. Đàn linh dương sẽ tránh các con cá sấu to lớn, giống như cách chúng tránh những con sư tử của Serengeti. Khu vực quanh sông là nơi hiểm yếu nhất. Đàn linh dương tập trung tại điểm chúng định vượt sông. Sớm muộn gì, chúng cũng phải vượt qua sông. Lúc này, đàn linh dương chỉ quanh quẩn ở khu vực này. Chúng sẽ vượt sông vào thời điểm nào mà chúng thấy thích hợp. Chúng đã từng trải qua thử thách này. Chúng biết mình phải làm gì. Đây là bản năng thông minh của động vật. Tuy nhiên, nếu trời quá nóng, xung quanh lại không có nhiều cây cao, và bóng râm trở thành mặt hàng quý hiếm không kém gì nước. Cơn mưa may mắn sẽ làm biến đổi đất, thôi thúc đàn linh dương tiếp bước. Dòng nước mát làm chúng nhớ tới những thảm cỏ xanh đang chờ chúng ở phía nam.
Dù chúng đều căng thẳng, yếu và gầy đi, nhưng niềm hy vọng duy nhất của chúng vẫn là vượt qua bờ bên kia của sông Mara, nơi nước không chảy quá xiết, bờ sông không quá cứng, không có hoặc có ít cá sấu. Tại khúc sông đó, chúng vẫn phải vượt qua. Để vượt qua sông, đàn linh dương sẽ phải chịu những mất mát. Một số con sẽ phải hy sinh, nhưng cả đàn sẽ vẫn sống sót. Đây không phải là cuộc dạo chơi trong công viên, mà là một chuyến đi thực sự. Đây là một cơ cấu rộng lớn gồm đàn linh dương, kẻ săn mồi và đất mẹ. Tất cả đều phụ thuộc vào nhau, tìm kiếm nhau. Cách thức hoạt động của cơ cấu này đúng là kỳ diệu. Ngày mai nơi này, điều kỳ diệu đó sẽ xảy ra, cuộc thử lửa đầu tiên. Trong không khí mát lạnh của buổi sớm mai, bạn có thể thấy hơi thở phả ra của con sư tử. Nó đang tha xác một con ngựa vằn. Cuộc săn mồi diễn ra vào ban đêm. Con sư tử đang nằm bên bờ sông Mara để chờ đàn linh dương đi qua. Nó vô tình bắt được con ngựa vằn bất hạnh đi tới. Con sư tử cái sắp có được bữa ăn này, thì một con sư tử được kiêu hãnh đến độc chiếm lấy con mồi. Cũng may là con đực không thể ăn hết con mồi. Nó đuổi những con cái khác đi và chia sẻ thức ăn với bạn tình, mẹ của các con nó. Nhưng không còn con nào khác được đến gần món quà trời cho đó, kể cả con chó rừng đen. Con vật thuộc họ mèo to lớn này là động vật chuyên ăn thịt. Thời gian tiêu hóa thịt sẽ lâu hơn. Vì vậy, chúng sẽ cảm thấy chậm chạp và mệt mỏi. Tuy nhiên, với đàn linh dương thì đây chính là vận may của chúng. Vì sư tử đã no nên nó sẽ ngừng đi săn trong vài ngày. Giờ thì đàn linh dương chỉ lo sợ một kẻ thù, dòng sông Mara. Đó là một trở ngại khó lường cản bước đàn linh dương. Hôm nay, chúng sẽ phải vượt qua một nơi mà chúng rất dè chừng. Việc bơi đối với loài linh dương là hoàn toàn phi tự nhiên. Đó là cái bẫy chết người. Nhưng chúng đều biết rằng đó là con đường mà chúng phải vượt qua. Một tiếng sau khi bình minh hé dạng, những con linh dương đầu tiên đi tới bờ sông để xem xét tình hình. Ta có thể cảm nhận được tinh thần hăng hái, phấn chấn muốn vượt qua thử thách. Nhưng không con nào đi tiếp, tất cả đều chờ con dẫn đường chọn được địa điểm và thời điểm thích hợp. Đàn linh dương không đi một cách tự phát, chúng tuân theo những con đầu đàn một cách tuyệt đối. Hành vi này được hoàn thiện qua quá trình trải nghiệm và tiến hóa. Đó là điều duy nhất thích hợp.
Cuối cùng, vào lúc 8 giờ 30 phút, một con dẫn đường bắt đầu lao xuống nước. Không có dấu hiệu gì của cá sấu. Rồi tất cả những con còn lại cũng đi theo lối đó, vượt qua dòng sông Mara chảy xiết. Mong muốn để sang được bờ bên kia sông của đàn linh dương là rất lớn. Người ta thường nói rằng kỷ luật là yếu tố luôn thường trực trong đầu linh dương. Nhưng điều thực sự đúng ở đây là sự sợ hãi. Vì dòng sông là nơi có những kẻ thù nguy hiểm, nên cách chúng xếp theo hàng cũng tương tự như khi chúng bị sư tử săn đuổi. Chúng đang chạy để bảo toàn mạng sống. Đàn linh dương đang tập trung vào các kỹ năng chạy như bay và chiến đấu. Ta có thể thấy điều đó trong mắt chúng. Linh dương là loài bơi giỏi, nhưng chỉ với những con còn khỏe. Còn những con yếu sau những ngày dài căng thẳng có thể bị chết đuối. Những con còn non và ít kinh nghiệm sẽ bị lúng túng bởi tiếng ồn và sự nguy hiểm khi qua sông. Những con già yếu cũng chịu rủi ro. Chúng không thể sống sót qua quá nhiều thử thách như vậy. Thực tế, vấn đề không phải là làm thế nào để nhảy xuống nước, mà là làm thế nào để thoát ra khỏi dòng nước khi có quá nhiều con bám theo. Đàn linh dương đi thành một hàng ban đầu, giờ đã tách thành mấy hàng, tất cả đều cố gắng để sang được bờ bên kia. Sừng và móng là vũ khí bảo vệ chúng thoát khỏi hàm răng của sư tử và cá sấu. Tại thời điểm này, mọi kỷ luật đã bị phá vỡ. Những con non và những con hiếu động hấp tấp lao xuống dòng nước tung bọt. Bỗng nhiên, chúng biến thành những lực sĩ động vật có khả năng nhảy cao đến 6 mét. Phía bên kia, trong đám đông hỗn loạn,
Khả năng bị thương vào thời điểm này là rất có thể xảy ra, và sư tử đã sẵn sàng chờ đợi cơ hội đó. Đáng buồn thay là có nhiều linh dương bị thiệt mạng khi sang đến bờ bên kia sông Mara do sự hỗn loạn này hơn là do sư tử và cá sấu. Đó cũng chính là sự chọn lọc và tiến hóa của đàn. Bản năng sinh tồn khiến chúng không bận tâm đến điều gì khi vượt sông, ngay cả những cú đá hiểm có các con khác trong đàn cũng vậy. Bên bờ sông, có một số chỗ mà linh dương không thể leo lên được, trừ khi chúng trèo lên người con khác. Điều này thật khủng khiếp, nhưng đó là bản năng sinh tồn tự nhiên. Có một số trường hợp, con linh dương con bị mất phương hướng quay trở lại bờ bên kia để tìm mẹ, hoặc con mẹ quay lại tìm con. Nhưng nỗ lực vượt sông hai lần là một bản án tử hình. Kết cục thường rất tệ. Và đây là cơ hội tốt cho cá sấu. Một con cò đơn độc đang đứng theo dõi đống xác linh dương. Đây sẽ là nguồn đạm dồi dào cho rất nhiều loài vật khác trong những ngày tới. Cá sấu từ cuối dòng sông đã lần theo mùi xác chết trên sông. Đây là thời kỳ sung túc nhất của chúng. Trên sông có hàng trăm xác linh dương, nhưng chỉ sau vài ngày, tất cả chỉ còn trơ lại bộ xương. Đôi khi chúng ta cũng thấy rất nhiều bộ xương hóa thạch của khủng long trong tình trạng như thế này, và ta không biết điều đó xảy ra như thế nào. Đây chính là một minh họa. Khi đến bờ sông Mara, ta sẽ thấy được quá khứ xa xưa tái hiện. Đây chính là cuộc sống, chứ không phải là cái chết. Với vạn vật, ta đều có mùa. Sau một ngày dài xáo trộn, sông Mara lại chảy êm ả như chưa từng có gì xảy ra. Dòng sông,
It is in fact the engine of everyone's survival. And so the wildebeests continue to forge ahead. They always have, and they always will, whatever the consequences to individuals. It's the herd that makes it all worthwhile. If some of them don't make it, then this too is nature. This too is the Serengeti. Amidst its demands, its brutality, even its neglect, there is a clear central drive here. A drive to make it all work out somehow. It's a mystery. But it's never surprising, and it's never wrong. It's just the way it is.